Hello, xin chào tất cả các anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì ngày hôm nay là ngày nghỉ các bạn. Hôm nay mình quay trở lại cái chỗ của chị Phụng, gọi Phụng, ở cái địa chỉ là 678 đường 32, phường 14, quận 10. Chị có bán là gỏi cuốn, gỏi đu đủ và gỏi ngó sen. Thì trong thời gian vừa qua mình cũng có xem một số video của các bạn, cái kênh khác rồi cũng của video trên kênh của mình, mọi người thắc mắc và cũng khá là phàn nàn rằng là cái giá của chị bán một gỏi cuốn như vậy là 7.000, rồi cái một cái gỏi đu đủ như là 30.000, và chị thì thường hay là chị sắt trong đeo bao tay. Thì mọi người có comment cái phàn nàn như vậy thì mình sẽ vào đó chia sẻ với mọi người, và cũng hỏi thăm chị là cái tình hình buôn bán cái món mới như thế nào. Thì ra là chị Phụng là hiện tại chị đổi ra rất là nhiều món các bạn, từ cái bán ốc qua trái cây, thì hôm nay là chị bán gỏi đu đủ, gỏi ngó sen các bạn. Ok, tôi thấy là chị Phụng thì mới là chuyển sang cái món gỏi đu đủ, gỏi cuốn, gỏi ngó sen này khoảng một tuần thôi, nhưng mà chị trang trí rất là đẹp mắt nha mọi người. Nhưng mà chị cũng có cái gọi là cái khiếu về thẩm mỹ và ẩm thực đó, chuyển từ cái món này sang món khác mà bán rất là tốt. Và theo mình nhận được sự chia sẻ của chị là chị bán hiện tại bán rất là ok luôn, bán rất là chạy. Thường thường thì ở đây chị bán ra khoảng 9 giờ các bạn, 9 giờ thì khoảng và ra khoảng 3 giờ chiều, 3 4 giờ chiều là chị hết rồi. Chị dọn hàng. Mọi người qua coi nè, chị trang trí rất là đẹp luôn. Rất là dễ thương. Bài trí tôm sắp xếp rồi rất là ok luôn. Ở đây là người gọi là gỏi tôm thịt ngó sen. Rồi có gỏi cuốn nữa, gỏi tai heo. Đây các bạn, rất nhiều, rất là hấp dẫn. Chị đang cuốn các bạn, chị đang cuốn. Mà như là mọi người đang rất là thích mấy là tại sao chị cuốn miền Tây. Giá bán ở đây là một cái phần, cái này là 30.000, một phần gỏi đu đủ là 30k nha các bạn. Còn gỏi cuốn này là 7.000. Ở trong này thì mình thấy có tôm gỏi tai heo. Nhìn rất là đẹp luôn, rất là bắt mắt. Cái ba loại nước chấm cũng nêm rất mạnh, rất tươi ngọt, đẹp. Hello, yeah. How are you today? Khỏe không? Hôm nay bán buôn như thế nào vậy Phụng? Dạ, em bán cũng được ăn. Dạ. Yeah. Ngày bán được nhiều không? Cuốn này được nhiều không? Dạ, nhiều. Dạ. Cái nào bán chạy hơn? Gỏi cuốn bán chạy hơn hay là gỏi gỏi đu đủ? Dạ, em thấy cái nào cũng vậy. À, ngày nào cũng bán hết rồi hả? Do mình làm đẹp chứ là ngon nữa, nhìn bắt mắt. Mình không cuốn ở nhà sao mình mình ra đây mình mới cuốn hả? Có, em làm xong em đẩy ra đây vừa bán vừa cuốn luôn á. Dạ. Hôm nay tình hình hôm nay dịch bán ok được, vẫn bình thường đúng không? Dạ. Khách quen có quay lại hỏi sao không bán trái cây nữa không? Có chứ. Nhiều người cũng tò mò hả? Không, hỏi sao em không bán trái cây, em bán này được một, chứ nó dạ là trái cây mắc quá. Dạ. Trước là chị. Trước chị nói là một cuốn cái này là 7.000 đúng không? Em bán đem 7.000, tôm thịt 9.000. À. Tôm thịt là 9.000. Còn tôm không là 7.000. À. Mình
Mọi người hay hỏi là sao chị không mua bao tay vô chị cuốn chị Phụng. Cuốn có được chứ phải Phụng không có mua, Phụng có mua á, có bao tay đầy đủ đây nè. Khó cuốn hả? Khó cuốn lắm. Hỏi chị Phụng có bao tay. Nè, Phụng có bao tay. Nó chậm hay sao? Cuốn chậm hay sao? Phải, nó tuột. Nó tuột ra hả? Cuốn bún, bún lỗ này kia mình dắt đầu mình lấy cuốn đâu có chặt cái cuốn nổi cuốn được. Ừ. Để em đeo thử cho anh. Nhiều bạn cũng phàn nàn á, phàn nàn nói sao chị Phụng không đeo tay vô. Không đeo đâu, trời. Làm được thì mình làm, chứ làm được đâu làm. Nè, để em đeo vô cuốn cho anh coi nha. Dạ. Để mình để một cuốn cho em cuốn thôi. Không phải Phụng không đeo cuốn đâu. Cuốn không có chặt cái cổ cuốn rồi. Cuốn có chặt, thứ nhất, thứ hai không có nhanh nữa. Ví dụ Phụng bán như mấy bạn ăn ở nhà thì cuốn vào tay được. Còn Phụng bán mà đỡ lâu quá, người ta đi người ta mua rồi, Phụng đem về Phụng ăn hả? Không có thiệt mà ba tay Phụng đâu có làm cái đồ dơ đó, nó vậy nè. Đó, dù Phụng cứu thử Phụng cho anh coi nha. Đó. Đó, nó vậy nè. À, nó bị phồng phồng ra hả? Nó phồng ra rồi sao ăn cái mình là Phụng có thấm nè, mình thấm nước cái nào cái này nó phun ra vậy nè. Đó. Vậy sao ăn? Cái nó rớt ra hả? Ừ. Thấy Phụng không cuốn hai bao tay không? Thấy bên cái video của Sài Gòn Phố nó cũng có nó hỏi chị vụ này rồi. Ví dụ giờ là Phụng không đeo tay đúng không? Là Phụng đẹp đúng không? Mạnh xíu nè. Đó. Nó khác biệt. Không phải không đeo tay. Tay em chấm nước cuốn nó tuột luôn á. Cô ăn cũng thông cảm cho chị Phụng nha, tại tình hình mọi người thấy không? Em biết sao không? Như mấy bạn á, Phụng nói thiệt, như mấy bạn ở nhà ăn hay có tiền hay tự gì mua làm ăn á, thì mấy bạn có thời gian các bạn có, còn Phụng bán mà giống như ví dụ là ví dụ anh lại anh mua 10 cuốn 20 cuốn đi, cái Phụng cuốn lâu quá, cái người kia là mua 20 cuốn, cái cuốn lâu quá, nó nói thôi người ta đi về, nó có công chuyện, nó đi về, nó không có đợi rồi. Nhiều trường hợp vậy không? Có chứ, hôm qua anh kia có mấy người bỏ đi luôn á. Vậy hả? Cũng bất tiện quá ha. Chứ em thấy á, em thấy người ta cuốn sao nó có cái cuốn mà nó đưa cái đầu đũa vô trên giữa để nó siết chặt luôn á. Chị biết cách cuốn đó không? Không. Thấy là bắt đầu đỡ trước khi đỡ đồ vào cái bánh tráng á, người ta đưa hai cái đầu đũa mình ăn cơm á, đưa vô xong rồi họ siết chặt lắm. Cái đó cũng không biết chứ. Bây giờ tới giờ gia đình cũng bán cái nghề này lâu lắm rồi, nghỉ lâu lắm giờ mới bán. À. Thì cũng bán đi cũng cuốn vậy chứ có đâu có đũa gì đâu không có mua đông quá rồi cái mình làm lâu quá cái người ta đi về không, không có thời gian để chờ mình chứ nó gì dạ. Ví dụ giờ cũng cuốn ở nhà sẵn là một em ra cũng hoa tay thôi. Hồi nãy là chỗ đây chị nói là một cuốn mà cuốn thịt heo tai heo không á là 7.000 dạ. Đúng không, mà có tôm thịt tai heo á là 9.000. Hôm nay có mấy bạn ở đây là có mấy người tới lại hay có nói là nó giá cả như thế nào không? Không, nói chung nha, em thấy là tao mua, tao hỏi nhiều thì tao mua, nó không có giá cả, mà nói ăn mắm nêm thì ok. Thường thường là ăn kèm mắm nêm hay là ăn mắm mặn hay là cái kia ta? Thì ta thích. Tương, mắm nêm, nước mắm có đầy đủ thì đa phần mà mua thêm mắm nêm thì ta ăn mắm nêm. Ăn mắm nêm. Nói giống như nè, ăn không cuốn vào tay thì thấy nó chặt hơn mà nó đẹp hơn. Cái anh chấm cho nó chén mà nó rớt hết trơn rồi, đâu có ăn được đâu. Dạ, dạ. Đúng rồi. Mình về mình nghiên cứu cái cách cuốn ghi thứ được không? Cho nó, đúng là nhiều bạn á. Nhiều bạn nói là Phụng cũng nghiên cứu phải không đâu, Phụng cũng mua tay một màu, Phụng mua một hộp tay màu xanh này nè. Dạ. Mà có bữa hổm cái chị kia lại mua, mấy bạn nói rồi Phụng cũng làm theo. Dạ. Cũng đeo vô, chị nói thôi khỏi đeo cho chị, tại vì sợ có mấy cái phấn á. Dạ. Sau y tế là có mấy cái bột á, chị nói là làm được sống được. Đúng rồi, nó bị còn không thì em cuốn cái bao này mà em cũng đeo cho chị em cuốn rồi, chị nói hơi lâu quá khỏi đeo. Rồi. Chị nói ăn một thôi ăn tới đồ á là chỉ làm đồ đun rồi đồ sống á. Dạ đúng rồi, anh làm đồ sống rồi xong anh làm xong rồi anh rửa lại còn em đồ chín rồi sao rửa nữa, đưa vô nó sợ nó ra cái chất gì á chứ. Chất nhựa á, nói chung là nhiều bạn comment
cũng phần nào. Người ta muốn tốt thì mình ta mới nói, không tốt thì đâu nói. Dạ dạ đúng rồi. Không có bài đâu nhiều. Dạ. Không nên tức là dạ. Nói như giờ cũng phú này là dù là vậy đó nha, anh bữa phú chỉ nói em cũng sợ, chỉ đứng đây em nói rồi để em đeo tay lâm cuốn. Dạ. À, cuốn vừa cuốn lâu rồi chỉ nói khỏi đeo đi chứ sao cũng mang. Dạ. Nói chung cũng nhiều chị thấy thương lắm. Dạ. Cũng có nhiều người có comment xong rồi ra đây coi mua của bộ qua. Yeah. Cũng có em bé kia á ra đây chở kêu cô chở ra đây á. Dạ. Mua coi xong rồi cái nó nói thì có phụng cuốn không có bao tay luôn cũng được. Mình là đây mình vệ sinh sạch sẽ đây cũng được chứ sao. Sát khuẩn rồi bây giờ tình hình dịch đó thì mình cũng sát khuẩn cho vào. Nói chung là khán giả người ta có ý mình đúng chứ đâu có nói góp sai đâu. Dạ dạ. Ngày mình bán số lượng nhiều đúng không? Quá nhiều đi. Ồ bây giờ bão vô rồi sao trời mù đen mù đỏ rồi cha. Ok, nói chung là tình hình mưa gió ở Sài Gòn các bạn. Mùa mưa. Mấy anh chị bán ở ngoài đường này thì cũng rất là cực các bạn. Nhiều bạn góp ý thì chị Phụng cũng đã gọi là tiếp thu để nghiên cứu, nhưng mà sắp tới thì sẽ có những cái phương pháp cuốn sạch sẽ hơn, nó gọi là hợp vệ sinh hơn. Cho nhiều người họ thấy qua hình ảnh của video họ không hiểu. Ok, ở đây mọi người thấy là rất là đẹp luôn, mình nhìn ở ngoài nhìn vào rất là bắt mắt luôn các bạn, rất là bắt mắt. Đó, hôm nay thì mình qua đây sớm, lúc mà bạn chị Phụng này chưa có dọn ra. Thì nhìn rất là đẹp, rất là hợp vệ sinh luôn. Sinh ra rất đẹp và nhìn hấp dẫn. Chị làm cho em 4 cuốn, em nghe. Dạ. Mắm niêm, mắm niêm. Có giống như phụ má gõ thì có hồ tay phải không? Dạ. Cái này á, bộ phụ hỏi với chị bán bịch ni lông luôn. Chị nói em cuốn có cuốn không được. Cái này chị trộn thôi hoặc là em hốt tóc thôi. Chứ dạ. Em cuốn là nó bùng không hả? Dạ. Cũng mua bao y tế rồi. Cái này nó khi mình đeo nó bị tuột ra. Không, mình... anh đeo vô vậy phải không? Rồi anh sẽ chấm nước. Nó giống như cái bịch xốp vậy đó. À. Và anh sẽ dính vô không vậy xuống này thì nó nước rồi nó dính lên để có độ trơn. Ừ. Anh sẽ không có được gặp anh bắp cơ mỡ nữa. Dạ. Yeah. Bắp thịt mà thịt nè nó có chất dở. Rồi. Rồi dầu mà anh đâu có đẹp được. Dạ dạ. Ok. Thì video này thì mình cũng thông báo các bạn là hiện tại thì tôi chị Phụng là bán rất là ok, rất là chạy luôn. Cái phần gỏi cuốc như gỏi đu đủ là những món ăn mà ở đường phố Việt Nam cũng ít xuất hiện, ít thấy các bạn. Bởi vì cái món này thì các bạn thường là cái món nó là một trong những cái món khai vị để mà mọi người có thể ăn ở trong các cái tiệc cưới rồi đó. Nhưng mà ở Sài Gòn mình rất là hiếm thấy, đặc biệt là ở khu quận 10 này hiếm thấy. Nhưng mà có một cái chỗ rất là đặc biệt ở chỗ đây, đó là địa chỉ của nó là 678 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, ở thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị có thích được đến đây. Nhiều người cũng comment, nhiều người ý kiến góp ý rằng là tại sao chị Phụng không có đeo bao tay rồi cái giá cả thế nào. Nhưng mà đó là vấn đề của những người mua thì họ rất là nhiều ý kiến, còn người bán thì họ vẫn có cái tâm của nghề nghiệp. Ok, trời sắp mưa rồi, bây giờ sắp mưa rồi bạn, bất chợt mưa luôn kìa. Ông xã của chị Phụng là wow, mưa lớn hết chưa? Mưa lớn hết chứ đồng mẹ. Ôi, mưa đường kìa mọi người không? Mọi người dừng lại mặc áo mưa kìa. Mưa rất là lớn, bữa nay là bão các bạn ơi. Dạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn lại các bạn ở các video theo. Các bạn, anh chị, cô chú thích video này cho mình một like, đăng ký kênh để cập nhật những điều thú vị hơn về cuộc sống Sài Gòn thân yêu của chúng ta. Bye bye.